tương mát trang nghiêm thế này thì cũng mong rằng tất cả
của mình từ một cái mảnh đất không có gì hết mà quý vị đã chung vai góp sức đem tất cả cái chân tâm mình, cái tâm chân của mình để kiến tạo ra được một cái cảnh giới như thế nào. Từ đó là chúng sẽ thấy một điều là cái quả tịnh độ nó được làm bằng cỏ quý, phải không? Tịnh độ được làm bằng quý vị. Nếu không có tịnh độ không thể có, nếu không làm bằng tự độ cũng như thế. Mảnh đất tâm của mình cũng được thanh tịnh từ mảnh đất khô cằn đầy phiền não, đầy rối rắm mà chúng ta đã từ từ dẹp bỏ những gai của nó, để chúng ta có thể biến một mảnh đất tâm hồn đó thanh tịnh như là mảnh đất này. Và cái tên thiền viện đã nói lên được cái đạo tâm của quý vị ngay từ mẫu ban đầu, và cũng mong rằng quý vị nuôi dưỡng cái chân tâm này cho đến khi nào được viên mãn cõi đời này, như là nãy thầy đã bảo nói, đến khi nào được thành Phật. Mong tất cả luôn luôn có chân tâm và cố gắng nuôi dưỡng giữ gìn để chân tâm này, mảnh đất sạch này không có những cái dơ tạp mà nó xen vào được. Thì nhờ muốn được như vậy thì chúng ta phải nghe chánh pháp, hiểu chánh pháp, mình nghe không mình phải hiểu, và hiểu thì phải hành. Theo giống như cái bài kệ là ngã kim kiến văn đắc thọ trì, đó là ba cái điều hạnh phúc của một người Phật tử trong đời này. Tức là chánh pháp cao siêu rất nhiều màu, nhưng phải nghe, phải thấy và phải thọ trì thì mình mới đi đến được. Xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị luôn luôn có đầy đủ sức khỏe bình an, đủ năng lực để bảo hộ chân tâm của mình cho đến khi nào mình thành Phật đạo. Cầu quý vị và gia đình được nhiều sức khỏe bình an, tu hành thể thêm tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chung mô hình với đạo tràng này. Mời quý Phật tử đi vô. Mời quý thầy.